đó, tôi ngồi đây luôn nè, đi ra ngoài đây, ngồi đây luôn nè. Bây giờ đứng đây đó, đứng đây nè, đứng đây hết, đứng đây hết, đứng đây hết, đứng đây hết, đứng đây hết. Khánh qua đây, qua đây cũng rồi, quá quá. Em hết nhau há miệng rồi à? Chơi thì chơi chứ không quá à? Hôm nay à? Kính thưa quý vị, cuộc chơi lần này thì nó mang tên rất là dễ thương. Ăn bánh đi ạ. À. Ăn bánh dạ rất là dễ thương. Chúng ta sẽ chia ra 4 cặp. Dạ, một nam một nữ. Và dạ, bây giờ thì mình chọn cái người đối phương trước đi. Bây giờ mời khách mời. Chị Duy, em chọn em ai? Chọn anh. Yep. Yeah. Thúy Tiên thì chọn ai? Tiên chọn chồng Tiên. Chồng Tiên, trời. Chồng Tiên, chồng Tiên tên gì? Chồng Tiên tên gì? Lê Công Vinh. Lê Công Vinh, là Tiên chọn Lê Công Vinh. Để em dắt anh qua với chị. Trời ơi, phải vậy mới chịu. Nè, qua với chị đi. Tôi cảm thấy tôi thừa thải quá chị. Chị đánh ghen ghê lắm á. Chị đánh ghen ghê lắm á. Ờ, em ơi, đi đâu vậy? Ủa, đi đâu chỗ khác nha. Tạm thôi. Ủa, sao có vẻ không vui vậy? Không vui thiệt. Tại này thấp quá. Không biết sao tới được cái bánh nữa. Yên tâm đi, không sao đâu. Bỏ dài không? Bỏ tôi dài, tôi sẽ dùng lưỡi. Kính thưa quý vị, luật chơi thì nó rất là đơn giản, các bạn phải nhìn phía sau. Mọi người tập trung hiểu nha, chứ để không hiểu á, ai thông minh sẽ hiểu mà thôi. Dạ dạ. Đó, anh Luật đứng phía sau giùm em. Một người nam giữ tay người nữ. Giữ tay nữ xong rồi thì ráng sao cho nó mà nghiêng nghiêng ăn bánh hết là thắng. Đội chơi đầu tiên sẽ là Harry và anh Tiên Luật. Cố lên nhanh Luật. Em thuận chân nào? Anh giữ, anh mới giữ nha, anh cứ giữ nha. Ok. Cố lên. Hay quá. Sao giờ ăn sao đây? Đồ này phải có miệng của tôi kìa. Rồi đi ơi. Được không? Đổi lại hả? Người cắn cái hả? Anh lấy một cái ơi. Rồi, mỗi người cắn một cái rồi nha em ơi. Anh nắm cái rồi, ok. Rồi, em không có đụng tới chị luôn á. Trời ơi. Ai xô vậy? Ca sĩ á. Ca sĩ. Cái miệng của anh chắc là hết một cái không? Anh ráng một cái cho em. Rồi, rồi. Trời, cái này trơn lắm nè. Nè, có bột vô trơn lắm nè. Đừng giúp nhất cho được không? Năm. Không ai cho luôn á. Anh có ăn được miếng nào không? Do chơi dở thôi đó. Bánh ta bắt đầu khô bây giờ là sốt bơ rồi. Ghê quá à. Trời. Nè chị, đó ăn đi, táp vô. Ê, ê dạ. Ê, đang đẩy vô. Không té, yên tâm, okay, yên tâm. Nó liếm thôi à, nó chưa ăn được. Ước em ơi, ước em. Hay quá. Hay quá. Hết bánh rồi. Kính thưa quý vị, dù sao cũng hết bánh. Và thôi, ăn được 2/3 cái bánh. Trời ơi, như vậy cũng là giỏi lắm rồi đó anh, đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ thì mình để tiếp tục đổi khác đi anh. Trong vòng 3 phút tụi tôi cắn được nhiêu đó đó. Dạ. Ừ. Và đổi tiếp theo anh nghĩ là nên ai? Anh nghĩ là Công Vinh và Thủy Tiên. Chính là. Kính thưa quý vị, như vậy là đổi Công Vinh và Thủy Tiên.
Không ngờ đâu. 3, 4 gì ở đây? Hay quá. Rồi, đổi kênh bên nào. Hay quá trời ơi. Hai tay à? Dạ, xin lỗi, hai tay à? À, chân của anh Vinh bớt lên gối vợ mình lại đi à. Thấp thế này làm sao mà ăn? Ôi, đường nó xa quá. Dạ, đó, đây cho gia đình mình dễ ăn luôn à. Anh luộc ưu tiên quá à. Ừ, anh dễ lắm em ơi. Anh sao cũng được mà. Anh sao cũng được mà. Ê, sao lắc dữ vậy? Tôi thấy chân của Vinh để những chỗ không nên để nha Vinh ơi. Bớt lại Vinh ơi. Bớt lên gối vợ mình lại nè. Hai chân có chụm vậy nè, ngã ra vậy nè. Anh phải xui người ra. Mà Mỹ ăn được rồi. Bà thẳng người ra, người bắt đầu nồi đâu. Mời công Vinh nắm Thủy Tiên đi à. Vậy cho dễ à. Đúng rồi, để coi. Ê, ăn Tiên cao quá. Ủa sao mà đứng như dễ ẹt vậy trời. À, hồi nãy mình khó khăn lắm luôn á. Thì ba quen rồi đó. Không phải cái cây nó gần quá. Ủa ăn hết chưa? Hết rồi. Xong rồi đó. Xong rồi em ơi. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo sẽ là Lê Dương, Bảo Lâm và Kỳ Duyên. Em gần cho anh, đỡ chưa? Cảm ơn em. Rất dễ thương. Cho em gần miếng nữa được không ạ? Em thấy xa quá. Gần miếng nữa, ok luôn em. Được, thử nha. Vô. Trời ơi, cái miệng của nó cạm mất cái bánh luôn quá. Em thề không cố ý luôn á, em đã bảo anh dườn tôi từ thôi. Okay. Mọi người vừa mới khen Kỳ Duyên kìa. Ông nó mất đà, ảnh trước luôn. Ôi, đội mạnh nhất luôn. Đội mạnh luôn hả? Đội mạnh nhất luôn. Mày như trâu. Kỳ Duyên, Thầy đòn đi. Em không cố ý đâu, thật. Ủa mà em hát ai xô vậy? Em không biết đâu, hình như có người nào xô nữa hay sao ấy. Không ai xô. Không ai đúng nha. Không ai xô. Ai đây có làm ai xô. Em không ai có một lực đẩy nào đó. Không ai đúng nha. Nếu như có lực đẩy. Không có, hồi khán giả không. Tự nhiên chơi tiếp tục xô. Không có ai, nói không là không. Vừa quay kêu nãy giờ kêu. Tôi là đứng đây không thể làm xô em được. Tôi cũng đứng đây, tôi không làm gì được. Tôi đứng đây, tôi giữ cái cây này, không thể xô em được. Chưa làm xong mà đã không tin tưởng lẫn nhau rồi. Nhưng mà thời gian còn lượng cho nên bây giờ bắt đầu chơi tiếp. Chơi đi, miễn sao thắng. Thôi lên anh, quá quá cũng rồi. Quá quá. Em hết giờ há miệng rồi à. Chơi thì chơi chứ không em quá quá. Ngày hôm nay à. Hai. Đây, ủa cái gì? Ủa nó có làm gì đâu. Ngày chưa. Ai làm gì đâu. Quá quá đâu rồi đây hết. Đi đây. Ok, tôi ngồi đây luôn nè. Đi ra ngoài đây. Ngồi đây luôn nè. Bây giờ đứng chỗ này cho anh coi. Đứng đây nè, đứng đây hết. Đứng đây hết. Đứng đây hết. Khánh qua đây. Đứng đây quay hình đó. Anh ngồi không? Ngồi. Chị ngồi không? Lát chị đánh chồng tôi. Bây giờ chị ngồi không? Lát chị đánh chồng tôi. Bây giờ chị ngồi không? Ngồi chứ xong rồi. Ê, bà vậy nè. Sắp kỳ vậy. Trời ơi. Tự nhiên đánh chồng ta. Tự nhiên bạo à. Rồi mọi người ơi, mọi người ngồi xuống. Anh đứng đây, anh giữ cho em. Anh đừng có nhào về như thế. Ừ.
là chọn nhau đi đâu ấy. Đúng rồi. Ê, tập mọi người ơi, Kỳ Duyên và Lê Dương Bảo Lâm là chọn lén từ đầu. Chọn lén từ đầu nha. Kỳ Duyên tới gần Lê Dương Bảo Lâm. À cái này chơi gần sức khỏe, em chọn anh. Không anh ạ, à, tại vì thật ra là với cái cân nặng như này, không phải em hay là bất cứ một người nào thì anh cũng sẽ ngay như thế thôi. Nặng thôi. Quá chịu cũng thôi. Lên ạ, à, Duyên lên ạ. À. Nhưng mà em không cố ý nha, thề. Ê, hôm nay á mà trả thù Kỳ Duyên là kỳ lắm luôn á. Là bậy, bậy luôn. Bậy lắm, bậy lắm, bậy lắm á. Tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật té. Lâu, giữ tay nhau lâu. Ủa sao anh đừng ngăn bây giờ luôn á. Yên tâm, ngã thì không ngã đâu. Tôi Cái được một cái rồi. Tất cả anh bán vào quần em đi. Nếu mà anh nếu em thấy anh có giờ xấu anh này em không? Anh có giờ xấu em không? Không 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 có đúng không? Lê Dương Bảo Lâm rất là đàn ông, rất là đàn ông, rất là đàn ông. Anh để cái bánh miếng bánh, anh để cái bánh sát lạc em luôn rồi đó. Em mới nương chứ không phải là tập gym đâu em ngã tới ngã lui đâu, phải PT đâu mà đỡ em được. Rồi 2, 3 ngã nào, ngã. Ngã. Em kéo anh không ngã luôn á. Cho mình đổi thế này coi. Chưa. Đây là, anh để vô, anh để vô kinh nghiệm em luôn. Em để vô kinh nghiệm luôn. Cho luôn nè, cho luôn. Nếu em chơi vậy là anh chơi lớn với em luôn. Rồi nè, để đây cho em luôn. Chắc rồi, chắc rồi. Chắc rồi, chắc rồi. Chắc rồi, chắc rồi. Chắc thua, tụi em thua non à. Kính thưa quý vị, còn cặp cuối cùng đó là Lâm Vĩ Dạ và Kiều Minh Tuấn, xin mời. Nè Lâm, Lâm nhìn đi Lâm. Nó độ tóc rồi Lâm, nó độ thêm tóc rồi Lâm. Nó độ thêm tóc, nó đâu có dài vậy, nó độ thêm. Hey. Rồi làm đi, múa quá, múa quá. Quá lạc bộ này múa quá. Để làm gì? Rốt cuộc nó là cái gì? Nó là cái gì? Nói đi. Nó là cái xàm tóc. Ờ, của người ta đó. Bây giờ cho em hỏi nè, bây giờ kéo thừa nhà một hay? Vậy chơi cái gì? Vô. Ê, bạn chơi của em. Bạn cùng chơi mà em dám nói dơ hả Tuấn? Rồi. Không, dạ ấy cái chân vô gót á. Ấy chân vô gót á. Đạp vô cái gót chân Tuấn á. Đạp vô cái gót. Đúng rồi. Cố lên, dơ. Ồ, được quá nha. Ủa sao vậy? Dạ bị nữa hả? Ủa sao dạ bị nữa vậy? Ê từ từ khoan quá. Đó đá kiểu này mệt lắm đó. Đó. Ồ dùng tiền kia của Lê Công Vinh nè. Ủa
Ông lại dạ không cho mình. Làm lại nè, làm lại vô thế. Hồi nãy nó vô thế nó bị lỏng, bây giờ vô thế chắc nè. Nè bây giờ từ từ rồi cái chân nè. Rồi rồi ok nghe, lâu lắm rồi mới gặp Lý Mặt Sầu nè. Cái chân này phải chắc đó, thả ra thẳng luôn. Ôi mày liếm tay luôn á dạ. Trời ơi. Xong luôn rồi, xong luôn rồi, xong rồi. Ngoài. Người chiến thắng trong hôm nay chính là ngoại. Chính là ngoại. Ăn. Béo ngoại. Yêu thương cái gì? Nghệ sĩ đã chơi hết mình, hậu quả chơi hết mình. Ủa, như sao? Ai về đi.